trước tiên. Con cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Chào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đó là ba đây ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Con nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi à. Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ơi, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Cháu ngoan lắm. Chính là bà. Bà có biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Bà đến chơi nhà. Không mở cửa cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa? Giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Ba ơi, ba đừng mở cửa cho người lạ. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa. Khủng long của con. Mẹ ơi. Khủng long. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Giờ mẹ đang lấy mà bé chân. Giờ thì bé phải chờ. Nào nào cho mẹ thấy con ngoan đi. Nào làm được mà con yêu. Em bé John chờ trông vui vẻ. Kiều nhưng bé phải học thôi. Mẹ lấy liền đây cho bé. Chỉ cần bé chờ chút thôi. Oh.
con yêu, con có thể vui lòng đợi một chút không? Con đi xuân ba mẹ ta nghe, chỉ cần đợi chút thôi mà. Đào chờ đi bé nhé, ba tin con làm được mà con yêu ơi. Chúng ta khó khăn chờ đợi thôi nhé, nhưng ba tin con làm tốt. Mọi người đều phải chờ như thế, hay ngồi bên cạnh ba đây. Đúng rồi. John ơi, em có thể cho chị cái mũ đó được không? Không, không, em không muốn làm đâu. Nhà mình ai đói nhờ chúng ta thì ta phải nên giúp họ liền. Hào phóng và tư tế giúp ta thể hiện sự quan tâm. Em cứ giúp chị được không John? Mình cứ là một người tốt, sẵn sàng luôn tình nguyện cho đi, rồi mình sẽ được yêu thương. Và đó là tất cả. Cảm ơn. Bé đói lắm rồi. Măm măm đi. Wow, wow, wow. Từng người đi cùng với nhau, mình được ăn món ngon này. Bạn ngồi cho nghe ngắn, chúng ta thể hiện lịch sự đi con. Sự tốt. Ngon ngon. Kẹo kìa. Sẽ chữa cho con. Con sẵn sàng chưa cục cưng? Dạ được rồi. Mọi người đây rác. Chào, con thế nào rác? Khi mình đang thật là nhiều đau, đau, đau. Sẽ chưa cho hết đau, bây giờ đau hết liền. Chứ có lỗi gì rác à? Ông chứ cho cái răng này chẳng còn đau. Cầm lấy tay của chi nào, mình đi thôi. Đến khám ngay với nha sĩ, ta nên đi. Ngài sẽ chưa cho răng con không còn đau đâu. Ông chưa cho cái răng chẳng đau bé à. Ôi đau quá. Tôi là nha sĩ, tôi chưa răng. Không có gì phải lo nào, con thấy không? Sẽ có nhiều niềm vui ở trên ghế ở đây. Ngay cả những bé con cũng thích ghê luôn. Giờ thì bé nằm xuống, nhìn anh sang đây. Mở cái miệng của con rộng hơn đi. Răng của mình sạch lắm, ổn hết bé ơi. Đôi của chúng ta thật siêu phải không? Con sẵn sàng chưa bé cưng? Bố thật vui mà thư đi con nghe. Chẳng còn ê buông răng đào răng chẳng còn. Mất cái miệng rong nào xem răng nghe. Ta sẽ chưa dễ thôi, nhanh thôi bé à. Mình đau răng giờ thì không sao. Răng tôi nay tốt hơn chẳng còn đau chi. Nghe
Si là bạn của tôi, dịu dàng tốt ghê. Nay bạn thấy tôi với nụ cười này. Bác thấy con với nụ cười rạng rỡ. Cười thật đẹp, ta phải tìm nha Si. Nha Si là bạn của ta, mọi người luôn tin. Nàng già răng thật xanh và thật sáng bóng. Trên môi mỉm cười chụp bức ảnh nào. Cười thật đẹp, ta phải tìm nha Si. Nha Si là bạn của ta, mọi người luôn tin. Nàng già răng thật xanh và thật sáng bóng. Trên môi mỉm cười chụp bức ảnh nào. Bé John à, con sẽ có một buồng tắm tuyệt vời với tất cả những món đồ chơi yêu thích của mình. Đặt bé vào trong trong bồn tắm đây, trà tắm và chơi đồ chơi nhé con. Bong bong nhiều lắm, nước thì dâng cao, thật vui mình cha nghe sóng sóng sóng. Đó là một trò chơi thú vị. Cá mập con là cá mập màu vàng. Con có thể đưa nó qua vòng màu vàng không? Con đã làm được rồi, con yêu. Con đã tìm thấy chiếc vòng màu vàng. Con có muốn xem cá mập con thổi bong bóng không? Bông xà bông bông nồi bên đây, bông xà bông kia ngay bên kia. Bông bông kia trong nước và không trung. Bông thần kỳ bông khắp muôn nơi. Cá mập anh có màu xanh. Con có thể tìm chiếc vòng xanh cho cá mập anh không? Đúng rồi, con đã tìm thấy chiếc vòng xanh. Màu tím cho chị cá mập không? Wow, tìm thấy cái vòng tím nhanh ghê. Một cái bồn nho nên dành cho con, một nơi tuyệt lắm nào bé. Hãy đến cùng nhau mình khám phá nào bé yêu, rồi ta trèo đi thuyền ta bơi bơi. Mẹ màu đỏ, tại sao chúng ta không giúp cá mập mẹ vượt qua vòng màu đỏ? Chúng ta có đủ bọt bong bóng rồi. Một cái vòng màu đỏ. Con làm tốt lắm. Vào lúc trời khói nơi này ta đi, một thứ mình nhớ này bé con ơi. Có đồ chơi game này ta chơi mình tâm, mỗi ngày vui vẻ lắm đây. Của gia đình cá mập. Kìa mập bé lại đây chơi. Kìa mập bé hãy tới đây. Chạy đi ngay, mình sẽ bắt. Chạy đi ngay, chơi rất vui.
giỏi lắm các con. Cùng thi đua đứt 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 dùng gậy sắt đứt 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 mình chơi nhé đứt 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 xem ai thắng cuộc. Mình sẽ chiến thắng đứt 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 nhìn xem đây đứt 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 mình sẽ chiến thắng đứt 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 cố gắng thôi. Nào xông lên đứt 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 nhìn em đây đứt 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 đứt. Nào con yêu đứt 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 mình cùng chơi đứt 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 tìm bạn ca đứt 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 thi đua nào. Nhìn kìa con yêu, ô tô của ba bị thủng lốp rồi. Ba à, để con giúp ạ. À, cùng sửa xe thôi nào. Ba à, để con giúp ạ. À, mình sửa xe cùng với ba nào. Ba ơi, con cũng muốn làm như ba, làm theo ba như thế này. Ba à, ba là một người anh hùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Con và ba cùng
sửa xe xong rồi, chúng ta rất là tuyệt. Giờ thì rửa xe nào. Hãy rửa xe thôi. Ba à, ba dạy con phun nước nào. Con cũng rất muốn làm. Ba à, ba dạy con phun nước nào. Vì con đã lớn rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi hãy xem này. Ba à, ba là một người anh hùng. Con muốn giống như ba này. Ba à, ba à, để con giúp à. Con cũng rất muốn làm. Ba à, để con giúp à. Vì con đã lớn hơn rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi giúp con nào. Ồ, chúng ta vẫn chưa xong đâu con yêu. Hãy làm sạch bên trong xe nào. Ba à, ba à, để con giúp nào. Con cũng muốn làm. Ba à, ba à, để con giúp nào. Vì con đã lớn hơn rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi hãy xem này. Người anh hùng, con muốn giống như ba này. Wow, hai bà con đã làm việc rất chăm chỉ, trông như chiếc xe mới vậy. Mẹ sẽ có thưởng cho hai người, một cái cho con, một cái cho anh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em yêu. Wow, con yêu, đây là trạm cứu hỏa. Xin chào, chào mừng các bạn đến với trạm cứu hỏa. Đến đây nào bé John, hãy cùng xem xe cứu hỏa. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Con tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là vòi phun nước này. Lính cứu hỏa John, kiểm tra chiếc vòi nào. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là một chiếc thang dài. Hãy nhìn đây. Bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là còi báo động. Hãy nhìn những cái nút này, mẹ John có muốn ấn không? Tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là trang phục lính cứu hỏa. À, tôi có ý này. Mọi người có muốn mặc thử trang phục lính cứu hỏa không? Yeah!
bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hiền người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, có tôi này. Bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, lên xe với tôi. Hãy đi nào, hãy đi nào, lính cứu hỏa. Xin hãy chú ý, lính cứu hỏa đi làm nhiệm vụ nào.